Yanimani Yanimani Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Sư xin nhường mic lại cho Rung ạ. Sa thú lành thai, con kính tri ân sư Tuệ Nhẫn, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Tuệ Nhẫn, sư Minh Mẫn. Con kính chào quý vị trong đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 149. Kính cảm ơn sư Sa Minh cho biết tin hiệu nghe rõ. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni li swa na ka ra ti. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ti ya ni ma ni pa ta ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị dắt bỏ quăng đi, nhóm xương rắn bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Và ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ka po ta ka ni a thi ni ta ni di swa na ka ra ti. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ dắt dơ xuống xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý vị thích thú mà trương mắt nhìn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin nghe kệ câu kinh pháp cú số 149 ạ. Dạ cảm ơn chị Ái Minh và chị Đặng Lâm cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ ni na ma ni a pa tha ni a la bu ne va sa ra de ka bo ta ka ni a ti ni ta ni di swa na ka ra ti ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne va sa ra de ka bo ta ka ni a ti ni ta ni di swa na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị dứt bỏ vâng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de
ca bô ta ca ni a thi ni ta ni di xoa na ca ra ti. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương, ví gì thích thú mà trương mắt nhìn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, xin gửi mic lại cho Sít Ái Minh ạ. Dạ, sa thú lành thay, kính cảm ơn chị Trần Đạo. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đầy đức tuệ nhẫn, đầy đức minh mẫn. Dạ, ấy mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rành Đông. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số dạ tha thú chị câu pháp cú số 149. Ya ni ma ni apatha ni ala phu ne wa sa ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di soa ta ni di soa na ka ra ti. Ya ni ma ni abatha ni ala pu ne wa ta ra de ka bo ta ka ni a thi ni ta ni di soa na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa ta ra de ka bu ta ka ni a thi ni ta ni di soa na ka ra ti. Ya ni ma ni a pa tha ni a la bu ne wa sa ra de ca bồ ta ca ni a thi ni ta ni di soa na ca ra ti. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất vơ xa đường, như bồ câu trắng trắng xương, quý vị thích thú mà trương mắt nhìn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Dạ alo. Dạ alo. Dạ dạ, dạ cảm ơn anh Minh, cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 149. Dạ. Ya ni ma ni a pa tha ni a la phu ne wa sa ra de ka po ta ta ka ni a thin ni ta ni đi qua na ca ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quẳng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A ni ma ni ngà pa tha ni a la
Kapunen Guasaradin Kapotaka ni Athini Tani ni Quang Nakarati Yani mani ngapatani Arapune wasandaring Kapotakani ati Tani ningwanakarati. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quẳng bỏ vất vơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương. Quý vị thú mà thương mà trương mắt nhìn, và đó vỗ thơ của thượng tọa dưới đất. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sằng Khà, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con xin ôn bài câu pháp cú số 149. Dạ ni ma ni a pa tha ni a la pu ne wa sa ra de ka po ka ta ni a thi ni ta ni di ta ni di so na ka ra ti. Như trái bầu mùa thu bị vứt bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa thu nhìn trái bầu khô, người ta quăng bỏ vất sơ xó đường, như bồ câu trắng trắng xương. Quý gì thích thú mà trương mắt nhìn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nghe pháp đã ôn bài xong, mến mời chị Lặng Lê lên thỉnh pháp sư và đọc kệ thỉnh pháp sư và thỉnh đại đức Minh Mẫn giảng bài luôn. Dạ. Dạ xin cho hỏi âm thanh có được nghe mà. Dạ. Dạ alo. Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Brahmacaloka Thipati Sahambati Ca tấn cha li ân thì quả răng a cha tha sang ti tha sa ta ba ra cha ca ta cha ca đề se tu tham măng a cu kham bi măng ba châm sam tham ba quế rim vi na chăng cha ca dăng chú tấn cha băng đăng à bi tham ma châm băng a à cô ta dân tô cha đa đăng cha đăng đăng ba bố tha na ye pa ri sa ya ma an chê e bam sa hâm ba ti pram mang ba ga quân tấn a à ya cha tha Đồng huy phá quê na tăng vô thô, Cá rôn nê na thị hoa xa già.
tăng á vô tha vi cha đề na mi ga na yam ta tu ga tu ban cha wa ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta tu ba phu ti tham vô tho a nu na tham ma de sa năng ma ga wa na sa si de si Satanang athari thakam Tena sathu ayo bante De se tu tham ma de sanang Sapari ja ma de sayang Anukamba mikata weng. Phạm thiên vấn đề đầu phụ phục lời thiết tha bi đức sang người Thế Tôn im lặng nhận lời quyết đem diệu pháp vì đời chuyển lưng từ văn tráng trong gần cầu nhà tỏa hào quang bát nhã lung linh Thế Tôn y ban nhậm tình nhậm vườn lúc già thiền minh pháp thừa nhóm khổ hạnh thở xưa bối rối thấy siêu phàm không khỏi ngạc nhiên nghiêm trang kinh khẩn hầu bên nghe pháp trung đạo Phật truyền giáo từ Vô minh vỡ kiều trần như đại ngộ, đắc hữu dư vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tu tình, thì cứu năm vị đạo vàng viễn dung. Rồi từ đó Phật dùng trong pháp giống đêm thâu. Tình giấc mong trường dải vào nắng gió tuyết sương. Hằng khởi giao hội mở đường cứu sinh. Đạo như thật quang minh chiếu diệu, pháp cao thâm được liễu tùy căn, trải ba quốc độ sông hằng, thôn quê phố thị, vầng trăng đao vàng, từ vua chúa đại thần tôn quý, đến bà la môn đạo sĩ lang thang. Bằng dân triệu phú các hàng tướng quân kiều nữ cung dân quy quy y như sư vương uy nghi khiên hách như sấm vàng xé rách không trung vô minh ma quỷ hải hùng sĩ mê ngã mạng dễ chừng tiểu vong 45 năm dốc lòng hóa đồ bao chúng sanh thoát khổ được vui Vang tay mở cửa đất trời, đưa đường chỉ lối đời đời vô sanh, cả tam giới mưa lành, tươi thuần khắp nhân hoàng đôn nhận hồng ân, công đức thượng sĩ xuất trần, chuyển lưng một thở pháp âm huyền trường, bởi cơ trích nhân duyên thở trước, kinh bôi vàng mây được tán dương, kinh thành dân cúng hoa hương, thịnh sư thiết pháp nôi đường tự bi, hàng thiện tín mê si trần canh nghiệp bôn, bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, nào phiền khi cuộc sống tham hoàng nhiều mong chi tiết mấy tiêu pháp gieo chút duyên chút phước mai sao tín tâm bố thi làm đầu giới răng cô giữ đạo màu nguyện theo ai thính pháp người nghèo được học nghe pháp nhiều chữ Phật gợi khang mẹ cha khuyên thuộc bình yên đường đi lối lại nhân duyên rõ ràng thịnh pháp sư đăng đàn thiếu pháp mời quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề và chúng con đã cùng thỉnh pháp sư và sau đến con kính thỉnh đại đức Minh Mẫn nhận mic và để và con kính thỉnh đại đức ạ.
Dạ, sa thú lành thay kính tri ân xích tam phương. Nam mô Bụt tha giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh. Và lúc nãy chúng tôi thấy có sư Tuệ Nhẫn mà giờ ở trên màn hình lại không có thấy. Và kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 150. À, 150. À, chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 150 gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất. Itthi năng nagarang katang. Atthi năng nagarang katang. Atthi năng nagarang katang. Đoạn thứ hai. Mang sa lô hít ta lê pa năng. Măng sa lô hít ta lê pa năng. Đoạn thứ ba. Yát tha cha ra cha ma chú cha. Yát tha cha ra cha ma chú cha. Và đoạn thứ tư. Manu ma khô cha ô hít tô. Manu ma khô cha ô hít tô. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên ác thi năng, ác thi mà chia theo cách thứ sáu số nhiều thành ra nó có cái hình thức là y năng. Ác thi là xương, ác thi năng là của những khúc xương hay là những đốt xương. Naga răng là thành trì, thành quách. Cá tăng là cá rô tí, quá khứ phân từ của cá rô tí. Thành ra cá tăng chúng ta dịch đó là được tạo, được xây dựng. Đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy chỉ có một từ nhưng mà đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra măng xá cộng với là lô hít tá cộng với là lê pá, lê pá ná. Măng xá là thịt, luôn là máu. Còn từ lê pá ná, lê pá ná đây là một cái danh từ của động từ lê pê tí. Mà lê pê tí đó là trét, tô, phớt. Vậy thì danh từ đó chúng ta thêm vào một cái chữ ở trước đó là sự hoặc là việc. Sự tô trét, sự tô phớt, hoặc là việc tô trét, việc tô phớt. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba.
Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có 5 từ, nhưng mà trong đó chúng ta thấy hai chữ giống nhau, chá chá. Chá chá là liên từ, là và. Giáp thác, đây là một trạng từ chỉ cho ở đó, chỗ đó. Chá ra là già. Mắt chú là chết, tử. Già chết. À, thì cái chữ mắt chú này đó là chết, kết thúc kiếp sống. À, còn có một cái từ chữ, còn có một cái chữ chết khác là marana. À, thì marana đó, đó mới có 3 loại chết. À, nhưng mà thôi chúng ta sẽ học ở cái chỗ khác. À, chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có 4 từ. À, nhưng nếu bà con chư Phật tử chúng ta có học Pali đó thì đoạn này nó cũng 5 chữ, 5 5 5 từ. À, nhưng mà vì do âm âm của kệ thành ra người ta mới bớt đi một âm. À, nếu mà theo văn thông thường đó thì là mano cha mát khô cha ohito. Nhưng mà do văn kệ thành ra người ta bỏ một chữ chá đi. Thì mano là mạng hay là ngã mạng. Còn chữ mát khô đó. Mát khô là sự lừa đảo hay là sự gian dối. Sự lừa đảo, sự gian dối, sự chối chạy hay là trốn chạy. Từ cuối cùng ohito. Ohito đây là một cái quá khứ phân từ của động từ oharati. Oharati có nghĩa là ẩn giấu hay là ẩn chứa. À, vậy thì ohito đó, chúng ta dịch theo nghĩa thụ động đó là được ẩn giấu hay là được ẩn chứa, hoặc là bị ẩn giấu, bị ẩn chứa. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Khi năng nó gà răng là cái thành của những khúc xương ca tăng được tạo. À, mà dịch theo văn Bali đó là phải vậy. À, mà theo tiếng Việt mình nghe dễ nghe tí đó thì mình phải dịch đó là thành này được tạo bởi hay là bằng những khúc xương. À, thì nghe nó tiếng Việt hơn. Lê Bá Na là được tô trét, măng xá bởi thịt, lô hy tá bởi máu. Giáp thá ở đó. Ô hy tô là ẩn chứa. Chá ra và mách chú chết, mano mạng, mát khô và chá và Marco sự lừa đảo. Tất cả các cái chữ chá đó Bali đó thì là cứ mỗi một từ vậy đó thêm một chữ chá chá chá, nhưng mà văn tiếng Việt của mình thì mình có thể phải cuối cùng đó mình mới là thêm chữ và. Dạ, rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 150. À, kính tri ân Sít Tra Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng.
Và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 150. Yeah, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi. Suakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatippanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅghaṃ namāmi. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 150. Câu kệ này nằm trong phẩm Charawakga, phẩm lão hay là phẩm già. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chetavana đề cập đến tỳ kheo ni Rupananda. Rupananda, nếu mà mình dịch ra tiếng Việt đó thì là Rupa là sắc, Nanda là quan hỷ. Hay là hỷ. Giờ mình dịch gọn đó là sắc hỷ. Các ngài còn dịch là sắc khánh hỷ. Đó là cái tên. Tên của một người con gái đẹp. Mà người con gái đẹp này đó là một hoa hậu của vùng, hoa hậu của thành Sawatthi. Nếu mà xét theo gia phả đó, thì vua Tịnh Phạn có hai người vợ. Người vợ đầu đó là Mahamaya, sinh ra được một người con trai tên là Siddhartha. Người vợ thứ hai đó là bà Pachapati Gotam. Bà này sinh ra được hai người con. Người con trai đó tên là Nanda. Và người con gái đó tên là Rupa Nanda. Nhưng mà Rupa Nanda này đó là đẹp, đẹp vô cùng. Và trở thành hoa hậu của thành Sawatthi. Cho nên đó, cô này còn được một cái mệnh danh khác nữa, đó là Chanapada Kalyani. Thì một ngày nọ, cô này cũng mới khởi lên cái suy nghĩ. Cha ta tịch rồi. Tức là vua Tịnh Phạn. Anh cả của ta là Thái tử Sĩ Đạt Đa đó, đi tu trở thành Phật rồi. Anh ruột của ta là Thái tử Nanda đó. Nhưng mà nếu mà mình nói cho nó đủ đó thì cũng là lên vua luôn rồi. Lên vua luôn rồi, nhưng mà rồi đi theo Đức Thế Tôn thành ra là không có được làm vua. Cũng đi tu luôn rồi. Mẹ của ta là bà Pati
Pachapati Gotami cũng đi tu luôn rồi. Như vậy là những người thân thuộc nhất của ta đều đi tu hết rồi. Tức là tất cả những cái người đó, đó họ không còn thiết tha gì đối với cái cuộc sống này nữa. Mà họ đã sống một cái đời sống xuất gia, vậy thì ta còn ở lại đây làm gì nữa? Ta ở đây còn có ai nữa đâu? Cho nên thôi, ta đi theo họ luôn. Thì có nghĩ vậy đó. Tức là dựa trên cái cơ sở tính luyến ái thân tộc, tính luyến ái mẹ, tính luyến ái anh, cho nên đó cô này cổ mới đi tu. Chứ không phải đó là cô này cổ đi tu vì cổ thấy được cái khổ tử sinh luân hồi nha sinh thú gì. Thế giới mà chúng tôi nói vậy đó là để bà con chư Phật tử chúng ta nhớ được cái điều này. Cổ đi tu. Sau khi cổ đi tu xong đó, thì cổ mới biết được đó là Đức Phật thường hay dạy là sắc đó là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Thọ tưởng hành thức cũng là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà cô này thì cổ nghĩ ngược lại, tại vì cổ là hoa hậu mà, cho nên cổ nói đó. Các sắc nó đáng yêu vậy nè, nó đáng vui thích vậy nè, nó đáng quan nghĩ như thế này nè, mà ngài đó thì lại khinh chê, ngài lại bài bạc. Đó thì cổ nghĩ ngược lại với Đức Thế Tôn vậy đó, thành ra cổ không có dám mặt, không có dám gặp mặt Đức Thế Tôn. Cổ trốn. Cổ trốn xin thưa quý vị, cổ chạy trốn. Cổ không dám đối diện với cái sự thật. Tức là cái sự thật ở đây đó là vạn hữu thì đều vô thường. Thì sở dĩ mà cổ chạy trốn vậy đó là vì cổ không có hiểu ra được cái điều đó. Cho nên cổ mới chạy trốn. Cổ sống đó là tự dối mình đó. Thì tự dối mình ở đây đó là vì do mình không hiểu biết, cho nên mình mới tự dối mình vậy. Thì bây giờ đó, những người dân ở trong thành Sau Thi đó, vào ngày Bố Tát từ sáng sớm thì họ cúng dường trai tăng, thọ bát quan trai giới, rồi đến chiều đó thì họ mới cùng nhau sắm sửa các cái lễ phẩm như là hương tràng hoa, tập trung về chùa Kỳ Viên để mà nghe pháp. Thì nghe pháp xong rồi đó, bây giờ họ trở về nhà, cho nên đó là vừa nghe pháp xong thì có cái để mà bàn luận, có cái để mà chuyện trò. Do đó đó là họ vừa đi vừa thảo luận về ân đức của Đức Phật. Ở trong cuộc đời này đó thì Đức Phật có bốn thứ mà khiến cho chúng sinh dễ mến, dễ cảm phục ngài, dễ đi đến với ngài. Thứ nhất đó là ngài có sắc tướng hoàn hảo, cho nên đối với những ai đó mà thích sắc tướng đó, thì ngài là người thu hút. Thứ hai đó, Đức Thế Tôn này có một cái âm thanh vi diệu, âm thanh của Phạm Thiên. Cho nên với những ai mà thích âm thanh thì âm thanh này thu hút họ. Ngài có loại âm thanh này cho nên đó là ngài thu hút được họ. Họ sẽ dễ dàng đi đến với ngài. Thứ ba đó là ngài là một cái người sống khổ hạnh, sống gọi là tiết kiệm, đơn giản, giản dị, chứ không có cầu kỳ. Thì với những ai đó mà thích đời sống đó là giản dị, tiết kiệm, đơn giản, thì ngài sẽ thu hút những cái người đó. Cho nên đó là những người mà có cái sở thích kiểu đó, đó sẽ đến với ngài. Thứ ba, xin lỗi, thứ tư, Đức Thế Tôn là một bậc trác tuyệt xuất chúng ưu việt trong cái việc đó là trình bày về pháp, phân tích cặn kẽ rõ ràng một vấn đề nào đó để cho người ta thấy ra được vấn đề, và rồi đưa ra cái phương pháp
giải quyết vấn đề đó cũng một cách là cụ thể, rõ ràng, minh bạch. Chính vì vậy đó mà với những ai đó thích pháp thì ngài sẽ thu hút được những cái người đó, và những người thích pháp sẽ đến với ngài. Thì Đức Thế Tôn ngài có những cái sự thu hút đặc biệt vậy đó. Đặc biệt vậy đó. Cho nên đó là chúng sinh đi đến với ngài đông đông vô số, và cũng chính vì vậy đó mà chúng sinh được lợi lạc vô số. Như vậy thì ân đức của ngài đó thật sự là to lớn. Thật sự là to lớn. Ngài quả thật đó là một người mang lại lợi lạc cho chúng sinh vô vàn. Thì họ cùng nhau họ thảo luận vậy đó. Và chẳng những người tại gia cư sĩ đó bàn tán tán dương về ân đức của Đức Thế Tôn vậy, mà các ni đó cũng bàn tán tán dương về ân đức của chư Phật như vậy. Thì lúc bấy giờ thì kheo ni Rupa Nanda này mới đến gần gũi các tỳ kheo ni khác, rồi cũng gần gũi các tín nữ, thì bắt đầu đó là được nghe họ tán thán, họ tán dương, họ ca tụng về Đức Thế Tôn như vậy đó. Thì lúc đó cô này cũng mới nghĩ thiên hạ đó ca tụng tán thán anh ta thái quá như vậy. Thế mà một lần nọ anh ấy là nói với ta về cái tội của sắc đẹp, có lẽ đó rồi một ngày nào đó anh ta sẽ đề cáp sắc đẹp. Thì thôi, chi bằng ta cùng tháp tùng với các tỳ kheo ni khác thì ẩn núp đi, đừng có cho anh ta thấy, để mà nghe anh ta thuyết pháp thử một lần. Thì cô nghĩ vậy đó. Thì xin thưa quý vị, sở dĩ mà cô có cái ý nghĩ này là từ trước tới giờ cô trốn không à. Cô sợ gặp Đức Phật, cho nên bây giờ cô mới gửi lên cái ý nghĩ kiểu vậy. Thì sau khi gửi lên cái ý nghĩ vậy thì cô mới tự động đến xin các tỳ kheo ni khác đó, là nói thưa các sư tỷ, hôm nay đó là tôi xin được tháp tùng cùng các sư tỷ để đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì các vị tỳ kheo ni nghe cô này nói vậy rất là hoan hỷ, cho nên đó là dẫn cô này đi cùng. Thì cô này cô trở về cấp của mình để sắp xếp mọi thứ rồi chuẩn bị đi đó. Thì cô mới nghĩ trong cái đầu đó là ta sẽ không có bao giờ xuất đầu lộ diện đâu. Mà ta sẽ núp bóng các tỳ kheo ni ngồi ở một cái chỗ nào đó, đó để cho anh ta đừng có thấy. Nhưng mà xin thưa với quý vị, nếu mà quý vị đọc kinh sách nhiều đó thì quý vị sẽ nhận ra, sẽ thấy ra được cái khả năng của Đức Thế Tôn. Ngài mà muốn thấy ai đó thì dù là người đó mà có ở dưới địa ngục thì ngài vẫn thấy như thường. Dù cho người đó có ở trên cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ thì ngài cũng vẫn thấy như thường. Ngài mà đã muốn bố thí cho ai lời nói, tức là cho người ta lời nói là giải pháp cho ta đó, thì dù cho người ở dưới địa ngục thì vẫn nghe được âm thanh của ngài. Người đó có ở trên cõi phạm thiên đó, cao nhất đó, cũng vẫn nghe được như thường. Do đó không có ai mà nói rằng có thể trốn được Đức Thế Tôn. Do vậy đó mà ngài biết trước được rằng hôm nay Rupananda sẽ đến gặp ta. Vậy thì Như Lai sẽ thuyết pháp như thế nào để cho thích hợp với cái cô này? Rồi sau khi quán xét đó, ngài biết được cô Rupananda này chú trọng về sắc đẹp và quá ái luyến đối với cái thân xác của mình. Thì Như lấy gai lễ gai ta sẽ dùng đến một cái sắc đẹp khác để đè bẹp cái sự say mê mê đắm sắc đẹp của cái cô này. Như vậy có nghĩa đó là cái khuyết điểm của lớn nhất của cái cô này đó là gì xin thưa quý vị?
khuyết điểm lớn nhất của cái cô này đó là ái sắc, ái tưởng sắc. Thì ái tưởng sắc của cô này nè cũng là phiền não nổi trội nhất của cái cô này. Thì chỉ cần đã làm cho cái cô này thấy được cái khuyết điểm lớn nhất của cô rồi cô khắc phục đi thì cô sẽ thành tựu. Có một lần chúng tôi nói với quý vị đó, Đức Thế Tôn hoặc là các cái bậc thánh mà có thông đó, thì hoặc là các ngài sẽ chỉ cho mình thấy được cái khuyết điểm nổi trội nhất của mình khắc phục, thì bây giờ đó mình sẽ đạt được cái kết quả thù thắng. Hoặc là thấy được cái ưu điểm nổi trội nhất của mình, khơi gợi khiến cho mình phát triển cái ưu điểm nổi trội nhất đó của mình, thì lúc đó mình cũng sẽ gặt hái được kết quả mỹ mãn thù thắng. Sau khi Đức Thế Tôn này tuy tư duy vậy xong, bấy giờ ngài mới dùng thần thông hóa hiện ra một giai nhân tuyệt sắc, khoảng chừng 16 tuổi, cũng mặc xiêm y nữ trang lộng lẫy đẹp đẽ, đứng kế bên ngài hầu hạ. Nhưng mà cái cô thiếu nữ này đó thì chỉ có Đức Thế Tôn với tỳ kheo Nirupananda đã thấy thôi, chứ còn những người khác đó thì không có thấy. Thì ở dưới đó cô tỳ kheo Nirupananda này nè, sau khi cùng với các tỳ kheo khác đến hội trường để mà nghe pháp đó, thì đánh lễ rồi xong xuôi bắt đầu cô này cổ mới ngồi trốn trốn ở sau lưng, trốn trốn sau lưng các tỳ kheo ni khác đó, nhưng mà cũng là ngước lên để ngắm nhìn Đức Thế Tôn. Ngắm nhìn Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng đẹp, rồi 80 tướng phụ mà oai nghi lẫm liệt ở trên. Thì cổ mới liếc sang bên. Thì thấy kế bên Đức Thế Tôn đó có một thiếu nữ rất là xinh đẹp, đẹp vô cùng luôn, đang hầu hoạt ngài. Thì khi mà cổ thấy cái cô kia đó, thì bắt đầu đó chắc có lẽ cái này là do tính tình của người nữ, thành ra đó là so sánh liền. Thì so sánh cái cô kia với mình đó, thì thấy cái vẻ đẹp nó cách xa nhau một trời một vực. Một trời một vực. Cái cô kia đó thì giống như tiên nữ gì, còn mình đó thì giống như con quả đen. Con quả đen. Thì từ cái chỗ đó đó là cô này cổ giảm bớt đi chút cái xin, giảm bớt đi chút ái sắc rồi, giảm bớt đi chút cái sự tự hào về sắc đẹp của mình đó. Bắt đầu đó cổ dính mắt vô cái sắc đẹp của cái cô thiếu nữ kia. Thì khi mà Đức Thế Tôn biết được cô tỳ kheo Nirupananda này đã chú ý đến cái sắc đẹp của cái cô thiếu nữ kia, thì Đức Thế Tôn này mới dùng thần thông làm cho sắc đẹp kia nó biến hoại từ từ đi. 16 tuổi chuyển sang 20 tuổi, 20 tuổi chuyển sang 30, 40, 50, 60, 70, 80, rồi nằm một đống. Rồi bắt đầu đó là da đổi màu sình trương lên, rồi là dòi bu rút rít, rồi còn xương trắng không. Thì cái cô tỳ kheo Nirupananda này đó là chứng kiến toàn bộ quá trình biến hoại đổi thay của một cái cô thiếu nữ xinh đẹp trở thành một đống xương. Trở thành một đống xương. Thì cái câu chuyện này, cái sự kiện này, cái diễn tiến này nó cũng giống như đó là bà Hoàng hậu Khê Ma vậy đó, đúng không? Bà Hoàng hậu Khê Ma. Nhưng mà khác cái bà Hoàng hậu Khê Ma chỗ đó là cái sự tu tập tích lũy ba la mật của cái cô này nó khác hơn với là Hoàng hậu Khê Ma. Khi mà Đức Thế Tôn biết được
Tỳ kheo ni Rupananda đã chứng kiến toàn bộ quá trình biến hoại đổi thay của cô thiếu nữ kia đó. Và biết được cái tướng vô thường đang hiển lộ nơi Tỳ kheo ni Rupananda này. À, thì lúc đó ngài mới suy xét xem với các cái tướng trạng đó khởi lên đó, thì cô này cổ có thể đó, chứng đắc được đạo quả hay không, hay là cần phải có cái sự trợ giúp. Thì ngài biết được đó là không, do đó đó ngài mới thuyết cho cổ đó, hai câu kệ. Dạ, hai câu kệ. A tu rằng na su chin pu tin passa nan de samusayam ukha ram tang pakha ram tang bala nan apipatti tang yatha idang tattha etang yatha etang tattha idang ha tu yo sanyo passa ma lokang punya ragami Phawe chan đăng quý ra chê tòa Upa san ta chi rít sắc tì tì. Sắc này, này sắc nan đà. Hãy quán vật phối hợp nên bởi các yếu tố gọi là sắc thân. Nó chỉ là bệnh hoạn, bất tịnh, hôi thối, có nước dơ hằng rịn chảy bài tiết ra. Thế mà những kẻ ngu mơ ước thể thân này ra sao thì xác ấy cũng đã vậy, xác ấy ra sao thì thân này cũng sẽ vậy. Hãy quán tứ đại, quán không tánh, đừng trở lại thế gian sau khi xa lánh hữu dục. Tam hữu dục cô sẽ bước đi yên bình, tức là quán ngoại quẩn để thấy được cái nội quẩn này nó cũng vô thường, giống như vậy. Thì sau khi mà thấy vậy đó thì sẽ không còn không còn thích thú đắm nhiễm để tạo ra một cái thân ngũ quẩn mới, để tạo ra một cái thân ngũ quẩn mới. Đó là ý nghĩa. Thì sau khi nghe xong cái bài kệ này thì cô Rupananda chứng đạo quả tu đạo quần. Và mới chứng đạo quả tu đạo quần thôi nha, xin thưa quý vị. Qua hai câu kệ này thì cô này cũng chứng được đạo quả tu đạo quần. Nhưng mà chúng ta biết đó, đối với Hoàng hậu Khê Ma đó, thì sau khi thấy quá trình biến hoại đổi thay của một cái cô thiếu nữ đẹp đó, thì bà Hoàng hậu Khê Ma ngay khi đó chứng A-la-hán luôn, A-la-hán lục thông luôn. Như vậy có nghĩa là cái tích lũy ba la mật độ của bà Hoàng hậu Khê Ma tốt hơn, thù thắng hơn. Nên chi đó, tướng vô thường khởi lên cái đó là lập tức Hoàng hậu Khê Ma thành tựu cứu cánh để sống phạm hạnh điện. Nhưng mà riêng cô này đó, thì tướng vô thường khởi lên, cô này vẫn chưa có khả năng chứng đắc được đạo quả tu đà hoàn, mà cần phải có cái sự trợ giúp của Đức Thế Tôn rồi mới chứng đắc được đạo quả tu đà hoàn. Và chỉ chứng đắc được đạo quả tu đà hoàn thôi chứ chưa đạt được cứu cánh để sống phạm hạnh. Chưa đạt được cứu cánh đời sống phạm hạnh. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới phải tiếp tục trợ duyên nữa. Ngài dạy: Này Rupananda, đừng tưởng rằng trong xác thân này đó có lỗi chắc thật. Đối với người không dễ vui thì trong đó không có lỗi. Đó chỉ là một cái thành trì bằng xương cấu tạo nên bởi 300 khúc xương mà thôi. Tức là ngài hướng cô này sang cái tướng khác,
vô thường nó cô này cổ không có đạt được đến cứu cánh đời sống phàm hạnh, mà phải sang cái tướng vô ngã thì cô này mới đạt được đến cứu cánh đời sống phàm hạnh. Sau khi Đức Thế Tôn ngài dạy vậy xong, bây giờ ngài mới thuyết áp thi năng nó gả răng cả tăng măng sa lô hít tạ lê bát năng giác thắt cha ra cha mắt chú cha mano mắt khô cha ô hít tô. Sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt câu kệ này thì bây giờ tỳ kheo ni rupa nanda chứng đắc được đạo quả a la hán. Dạ trong chú giải chỉ nói là chắc được đạo quả a la hán thôi, chứ còn mình không có biết là a la hán loại nào, a la hán nhất minh hay là a la hán tam minh hay là a la hán lục minh. Nhưng mà riêng đối với bà hoàng hậu Khê Ma đó là a la hán lục không. Thì đó, sẵn chúng tôi so sánh để bà con chư Phật tử chúng ta thấy cái khác nhau giữa hai người. Thì cái khác nhau đó đó là do cái điều kiện, điều kiện hay mình gọi là túc duyên hay là nhân duyên của hai người này tạo ở các đời sư kiếp trước đó khác nhau. Điều kiện khác nhau tất yếu dẫn đến kết quả khác nhau. Tất yếu dẫn đến kết quả khác nhau. Thì đây cũng là một cái tính vô ngã đó, sư tu, tính lệ thuộc. Mình muốn có một cái kết quả hoàn hảo thì buộc lòng mình phải tạo các cái điều kiện nhân hoàn hảo thì mình mới có được kết quả hoàn hảo. Còn quả không hoàn hảo là bởi do mình tạo các nhân hay là điều kiện không hoàn hảo. Không hoàn hảo. Đó là duyên sự của câu kệ này. Vậy thì câu kệ này, xin lỗi, câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch kệ thơ năm chữ như thế này: thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Và đồng thời chúng tôi thấy có cái bản dịch của ngài Hòa Thượng ngài Giới Đức được các MC post lên ở trên room, chúng tôi cũng xin được đọc để bà con cho Phật tử chúng ta cùng nghe luôn. Thành trì ngoài đựng thịt xương, đắp thêm máu thịt, tô hường quét son, mang thêm tật bệnh tử vong, chứa đầy ngã mạng, lại gom dối lừa. Và có thêm một cái bản dịch của chúng tôi nữa, thành ra chúng ta có ba bản dịch, đây là ba bản tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa chứa đựng ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật ngài dạy. Vậy thì cái câu kệ này Đức Phật ngài dạy cho chúng ta cái gì? Câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dùng cái phương pháp so sánh. So sánh cái thân này với cái thành, để chúng ta thấy được cái sự cấu tạo của cái thân này. Và khi mà thấy được cái sự cấu tạo của cái thân này đó, thì cũng đồng nghĩa đó là chúng ta cũng có khả năng mổ xẻ cái thân này ra. Và khi mà mổ xẻ cái thân này theo thân sinh học hay sinh thú gì, mổ xẻ cái thân này ra thì bây giờ chúng ta thấy ở trong đó giống như một cái thành á, cái thành á mà chúng ta đập nó ra đó thì chúng ta thấy cũng là một mớ hỗn độn dơ dãy nhơ nhớp, thì cái thân này nó cũng vậy. Nếu mà mổ xẻ ra đó thì thấy ôi thôi, nó cũng đủ thứ đậm. Từ đó đó mà mình thấy được cái sự bất tịnh đối với cái thân này. Khi mà thấy được cái sự bất tịnh đối với cái thân này đó thì với những ai đó mà có cái khuyết điểm lớn nhất, có cái phiền não nổi trội nhất là ái luyến thân, ái luyến sắc thân này nè, như là hoàng hậu Khê Ma tỳ kheo ni Rupa Nanda này đó, thì sẽ khởi lên kinh cảm trí sợ hãi. Từ đó đó mà sẽ thấy được tướng vô thường, khổ, vô ngã để thành tựu được cứu cánh đời sống Phật. Nhưng mà với như với tỳ kheo ni Rupa Nanda này đó, thì do cái túc duyên chưa có đủ nên cần trợ duyên nữa.
Thì thành ra cũng qua cái việc mổ xẻ sinh học thân này, qua đập phá đi cái thành trì đó, thì bây giờ đó thấy được cái thành trì mà được xuất hiện đó, hoặc là cái thân này này được xuất hiện, được có mặt ở đây, nó cũng tùy thuộc vào điều kiện, tùy thuộc vào nhân duyên, chứ không có phải là tùy thuộc vào ý muốn của bất kỳ một ai. Thì từ cái chỗ đó, đó mà thấy được tính vô ngã, tức là lệ thuộc lẫn nhau, thì lúc đó sẽ thành tu được cứu cánh đời sống Phật. Thế vậy là chúng ta hiểu ý nghĩa chứ đừng ở trong cái câu kệ này dựa trên duyên sự đó. Thì cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngày dạy cho hành giả tu quán thấy được tướng vô thường, hoặc là thấy được tướng vô ngã, từ nơi việc quán ngoại quẩn để thấy được nội quẩn. Quán ngoại quẩn tức là ngắm nhìn cái cô thiếu nữ 16 tuổi đẹp đẽ, biến ngoại đổi thay rồi mất đi, để thấy được bản thân, cái thân ngũ quẩn mình nè, nó cũng giống vậy. Hay diễn tiến thân ngũ quẩn của mình nó cũng giống y chang. Như vậy ý nghĩa ứa ứng chứa trong cái câu kệ đó là Đức Thế Tôn ngày dạy cho chúng ta quán ngoại quẩn để thấy được nội quẩn, qua tướng vô thường, qua tướng vô ngã. Quán tướng để thấy được tướng vô thường thì quán sự bất tịnh của thân ngũ quẩn này. Để thấy được tướng vô ngã thì quán thấy được tính lệ thuộc của thân ngũ quẩn. Đó là đại ý đó xin thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta mới cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết. Thân này Athi năng na gà răng cả tăng măng xa lô hít ta lê pa năng. Thân này được cấu tạo bởi những khúc xương, được tô trét bởi thịt và máu. Thì thành này đó mình hiểu, tới cái đoạn thứ hai này, thành này mình hiểu là cái thân ngũ quẩn này. Thân ngũ quẩn này. Thì khi mà nói cái thân ngũ quẩn này được cấu tạo bởi 300 khúc xương, được các cái sợi gân kết nối, được trét, được dính lại với nhau đó bằng thịt, máu, bên ngoài đó có một cái lớp da che đậy lại cho nó đẹp. Che đậy lại cho nó đẹp. Thì khi nói cái cấu trúc của cái cơ thể mình đó mà theo cái kiểu đó, thì đó là đang nói về cấu tạo sinh học, cấu tạo sinh học của một chúng sinh hữu sắc. Nếu mà cấu tạo sinh học của một hữu sắc như vậy thì bây giờ mình cũng có thể là giải phẫu chúng sinh hữu sắc đó ra. Thì nếu mà bà con chúng ta có chiêm nghiệm, có suy gẫm, có xem phim ảnh video rồi này kia nữa, thì mình thấy khi mà người ta giải phẫu sinh học cơ thể của con người thì lúc đó mình thấy nó cũng không có khác gì là người ta giải phẫu một con heo, một con bò, một con chó cả, y chang xin thưa quý vị. Thì ở trong con heo, con bò, con chó, con người mình thì nó cũng có gì xương, thịt, gân, giá. Rồi mình nhìn chi tiết hơn tí nữa thì bên trong đó là gì? Gồm có gì? Thịt, gân, phèo, mật, đàm, máu, mủ, mồ hôi, nước miếng, nước mũi, nước mắt, nước ở khớp, xương, vân vân. 32 thể trược đó xin thưa quý vị. Và chúng ta giải phẫu sinh học ra thì chúng ta thấy nó vậy. Khi mà còn thức nuôi dưỡng đó,
À, thì chúng ta thấy đó là còn da dẻ rồi nó che chắn ngoài mình thấy nó đẹp đẽ vậy nữa, giống như cái thành trì hay là cái mình nói đơn giản như là cái ngôi nhà mình đi. À, nhà mình mà khi mà xây thô chưa có tô đó xin thú gì, thì lúc đó mình cũng thấy rồi là lởm chởm, là gạch nè, cát nè, đá nè. Nhưng rồi sau đó cái thợ nó tô lên nó hơi lăng láng tí, lăng láng tí nhìn thấy chưa có đẹp. Rồi bắt đầu đó là họ mới là gì, dán gạch lên nè, hoặc là sơn phết lên thì chúng ta mới thấy nó đẹp đẽ. Thì cũng giống vậy, cơ thể mình nếu mà mình lột cái lớp da này ra thì ở bên trong nó thấy nó cũng lởm chởm, nó cũng ghê tởm. Dạ, nói vậy con số người là nghe đôi khi là quẹ liền. Thì thành ra đó là mình mà có tu tập, có tu tập thiền quán, có quán về 32 thể trược, có quán về bất tỉnh tướng. Như khi mà mình ăn đó, mình quán đó là vật thực này chẳng gớm đâu, xúc chạm vào thân quế trược liền trở nên đáng gớm biết bao. À, cái bắt đầu mình quán tưởng là mình bỏ vật thực đó vô miệng của mình. Mình nhai nhai cái vật thực đó nó mới đi xuống cuống họng, nó đi xuống bao tử nhồi nhét, nó đưa qua ruột non rồi đi qua ruột già, cái nó đẩy ra toilet. Đó cái lúc là mình liên tưởng tới tới cái thực phẩm mình đang ăn này để giới phân phận. À, cái bắt đầu mình mới ngao ngán, mình chán chường, mình ghê rợn. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó là cũng ít 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 có người đó là chịu quán vậy lắm, bởi vì quán vậy nó ghê quá. À, nhưng mà kỳ thật nó có vậy đó xin thưa quý vị. À, chúng ta thấy ha, cái cơ thể của mình hay là con trâu con bò con heo đó, mình giải phẫu sinh học ra xong đó. À, nếu mà mình bảo quản thì bắt đầu những cái thứ đó đó là nó bị biến hoại đổi thay theo thời gian, cứ có oxy hóa oxy vô một cái đó là bắt đầu những cái thứ đó nó biến hoại. À, rồi gì vì nó ẩm thấp thì bắt đầu nó sẽ có giòi có ruồi đó, nó lên nó bú. À, rồi cái ruồi rò nó bu thì bắt đầu nó phân hủy từ 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 ra, nó bốc mùi lên kịp lắm. Dạ, thân sinh học này giải phẫu ra nó giống y chang vậy chứ nó không có khác gì. À, xin thưa quý vị đó, sở dĩ chúng tôi nói vậy đó là người tu chúng ta đó phải có trí tuệ để đối diện với tất cả những cái gì mà nó xấu nhất. Ở trong kinh nói đó là tất cả các loại chúng sinh ở trong cuộc đời này nè, mình chưa từng, hay là mình chưa từng, à xin lỗi, là mình đã từng trở thành tất cả. Vì có nghĩa là gì, mình cũng đã từng trở thành ma vương, đã từng trở thành vua chưởng luân, đã từng trở thành con sâu con dòi. Con sâu con dòi. À, thì khi mà mình hiểu vậy đó là mình đừng có trốn chạy. À, mà phải đối diện vậy. Đối diện với một cái sự ghê rợn là khi nào còn hiện hữu này. Cái ghê rợn còn khủng khiếp hơn là mình mà trở thành cái con dòi gì đó xin thưa quý vị, nó còn ghê rợn tới cỡ nào nữa. Huống nữa đó là mình chỉ thấy cái cơ thể của mình mà giải phẫu sinh học ra thôi đó thì nó còn đỡ hơn, đỡ hơn là mình phải thấy mấy con dòi, tại vì nó nhỏ quá mà nó ghê quá. À, do đó đó, à, mình phải quán chiếu tất cả các góc độ, tất cả các cái khía cạnh để sao đó cho mình thấy ra được cái sự bất tịnh của cái thân này nó khủng khiếp đến chừng nào, tốt chừng đó. Thì lúc đó đó mới từ bỏ được cái ái ái thân ấy. Dạ, mới từ bỏ được cái ái thân ấy. À, giống như Đức Thế Tôn ngày hóa hiện ra một cái cô thiếu nữ đó đó mới biến hoại đổi theo từ 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 nữa. À, 16 đến 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 đến còn có một đống xương trắng. Từ trước khi còn một đống xương trắng đó là nằm nhảy đành đạch ba bốn cái, rồi bắt đầu là thất khiếu tiết ra là nước vàng máu mủ này, rồi dòi đục khoét ghê rợn vậy đó. À, ghê rợn vậy đó. Thì bắt đầu cái cô đó đó
cô ru bán năm đá đó, cổ mới bỏ đi cái sự tự hào này, cho rằng mình là hoa hậu, mình là đẹp nhất. À, thì bây giờ thấy cái thân mình nó cũng y chang như cái thân kia vậy, rồi nó cũng mục nát, nó cũng quỷ vậy, thì còn có gì đâu nữa mà tự hào. Thì hết tham ngã mạn. À, thì đồng nghĩa với việc là cũng giảm luôn là tham sắc. Đó là ái, ái đối với cái sắc thân này. Thì nhờ giảm dần vậy thì cô này cũng mới chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. Chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn. À, thì khi mà quán, quán về cái thân ngũ quẩn này là mình phải có một cái gan vậy đó, là mổ xẻ nó ra. Thấy cái thân này nó cấu tạo theo sinh học vậy, thì bây giờ mình cũng dựa trên sinh học đó, mình mổ xẻ nó ra. Thì lúc đó mình mới thấy được cái tính chất bất tịnh, ghê, ghê gớm, ghê tởm của cái thân này. À, nhưng mà thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta đó là cái sự bất tịnh đó, cái sự thay đổi biến hoại đó, đó là do ý muốn của mình hay là do điều kiện của cái loại đó? Nếu mà một con người mình, xin thưa quý vị, thì bình thường đó, biến hoại đổi thay mà mất đi đó cũng phải 75 năm. Dạ, cũng phải 75 năm. À, như vậy thì cái mất đi đó nó phải tùy thuộc vào điều kiện nè. Điều kiện thời gian ở đây đó là thông thường là 75 năm. À, nhưng mà rồi cái biến hoại đổi thay đó đó, con người đó ai cũng giống nhau hay là khác nhau? Khác chứ. À, cái biến hoại đổi thay mất đi đó của người giàu nó khác hơn biến hoại đổi thay đi của người nghèo. À, của người ở khí hậu lạnh khác hơn của người ở khí hậu nóng. Điều này mình phải để ý thì mình sẽ thấy. Quý vị để ý, quý vị sẽ thấy đó, một cụ già mà sống trong điều kiện thiếu thốn, thì cái biểu hiện của cái già đó, đó nó giống hay là nó khác hơn của một người già mà sống trong cái điều kiện đầy đủ phú phế? Khác. À, vậy thì tại sao đó nó có cái sự khác đó? Thì khác đó đó là do ý muốn của mấy bà cụ đó, hay là khác đó nó tùy thuộc vào điều kiện? Xin thưa, nó tùy thuộc vào điều kiện. À, nó tùy thuộc vào điều kiện sống, tùy thuộc vào ăn nè, tùy thuộc vào thời tiết nè, tùy thuộc vào tâm trạng của người đó, và tùy thuộc vào cái nghiệp, nghiệp lực người đó nó chi phối. À, do đó mới dẫn đến già, nhưng mà cũng có khác nhau vậy. Vậy thì cái già đó nó tùy thuộc vào điều kiện của cái già đó, và khi chết đi nó cũng tùy thuộc vào cái điều kiện của cái chết đi. Biến hoại đổi thay thông thường, biến hoại đổi thay mất đi thông thường của một con người đó là 75 năm. À, nhưng mà thử hỏi quý vị đó, có phải ai cũng vậy hết không? Không. Có người đó biến hoại đổi thay đi còn ở trong bụng mẹ, có người ra khỏi bụng mẹ, có người sống được 5-3 năm, có người sống được 3 năm, 30 năm, có người sống hơn 75 năm. À, do đó, đó cái mất đi đó, đó nó không có tùy thuộc vào ý muốn của một ai cả, mà nó phải tùy thuộc vào điều kiện. Tùy thuộc vào điều kiện. Rồi nói gọn hơn, nói ngắn hơn, nói gần hơn, đó là cái thân ngũ quẩn này nào mà muốn xuất hiện được, nó có phải tùy thuộc vào điều kiện không, xin thưa quý vị? Có. Điều kiện sinh học nè ha. À, thì theo cái bài kinh này cũng phải là gì? Có nè, xương nè, thịt nè, máu nè. Cái thành này nè, được tạo từ những cúc xương, được tô trét bởi thịt và máu. À, giờ thì cái cơ thể này, nếu mà nếu nói theo cái bài kinh này đó, là cũng hình thành nên từ bốn yếu tố, bốn điều kiện này, chứ đâu có phải là do ai khác đâu. À, rồi bốn cái điều kiện này đó, à, nếu mà mình đứng trên cái góc độ đó là sinh học gen đó, à, thì có bốn cái này đó là vì do có tinh cha huyết mẹ cho nên thành nên này. À, rồi đứng trên cái góc độ tâm linh nữa đó,
đứng trên góc độ tôn giáo đó, thì nó còn tùy thuộc vào cái nghiệp của chúng sinh đó nữa. Nói như vậy, sự xuất hiện của một chúng sinh là không phải do ý muốn của chúng sinh đó, hoặc là không phải do ý muốn của bất kỳ một ai cả, mà nó hội đủ điều kiện thì tất yếu có kết quả, đó là chúng sinh xuất hiện. Đó là chúng sinh xuất hiện. Thì khi mà hiểu rõ, thấy rõ được vậy đó, tức là thấy rõ, hiểu rõ được tính lệ thuộc của vạn hữu, của vạn pháp. Thì thấy rõ được tính lệ thuộc đó, lúc đầu chúng tôi có nói đó là điều kiện mà nó hoàn hảo thì dẫn đến có kết quả hoàn hảo. Điều kiện mà không hoàn hảo, khiếm khuyết thì dẫn đến kết quả khiếm khuyết. Chúng tôi ví dụ một cái cho nó đơn, cho nó rõ hơn. Các vị giảng sư thường giảng cho quý vị, khi mà làm phước đây giống như mình gieo cái hạt xoài. Làm phước nó sẽ cho mình nhiều quả, thì giống như mình gieo cái hạt xoài thì mình sẽ có được là cây xoài, lá xoài, cành xoài, bông xoài, quả xoài. Thì cây, lá, bông, cành, hoa, quả đó, đó là quả. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, để cái kết quả đó nó thù thắng, nó hoàn hảo thì buộc lòng mình phải gieo cái hạt xoài đó như thế nào. Hạt xoài đó buộc lòng mình phải lựa chọn. Rồi gieo xoài đó nó thuộc về cái ngành gọi là nông, cho nên nó cũng thuộc vào điều kiện đó là gì? Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Đó là bốn điều kiện. Nhưng mà rồi ngoài bốn điều kiện đó nó còn nữa, đó là giờ mình đem cái hạt xoài mà mình gieo ở vùng đất lạnh đó. Dạ, vùng đất lạnh đó thì làm sao nó cho ra cái quả mỹ mãn được, nó cho quả triệu cành được. Do đó đó cũng phải lựa cái mảnh đất làm sao cho nó phù hợp thổ nhưỡng, phù hợp khí hậu. Thì lúc đó đó cái hạt xoài đó mình gieo xuống đó thì nó mới có cây xoài nè, lá xoài, cành xoài, bông xoài, quả xoài. Quả xoài. Như vậy là điều kiện mà hoàn hảo thì mới dẫn đến có quả hoàn hảo. Điều kiện không hoàn hảo, điều kiện khiếm khuyết thì tất yếu dẫn đến quả không hoàn hảo, quả thì khiếm khuyết. Tính lệ thuộc nhân duyên lại vậy đó, xin thưa quý vị. Tính lệ thuộc điều kiện là như vậy. Thì khi mà mình thấy rõ ra được vậy đó, tức là thấy rõ được cái tướng vô ngã. Vô ngã tức là không có một cái gì đó, đó mà nó bất biến, một cái gì đó mà nó đơn nhất, nó độc nhất. Mà cái này có, nó phải lệ thuộc cái kia có phải lệ thuộc cái nọ. Thân này nó cũng vậy. Phải không, xin thưa quý vị? Đâu phải tự dân cái là mình muốn xuất hiện cái mình có mặt liền đâu. Mình cũng phải có cha sanh, có mẹ đẻ chứ. Nếu mà mình không có hiểu theo tôn giáo, niềm tin thì mình ít ra mình phải hiểu vậy. Cũng phải có cha sanh, mẹ đẻ thì mới có ra mình chứ. Đâu có tự nhiên đâu mà mình chui dưới đất lên, hay là chui trong đá ra giống như Tề Thiến. Thì đó là điều kiện gì. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn này thuyết dạy xong, cái cô này cổ thấy được cái tính vô ngã, tức là tính lệ thuộc lẫn nhau vậy, thì cổ mới thành tựu được cứu cánh đời sống Phật. Vậy thì tóm lại đó, qua cái đề tài pháp này, chúng tôi xin được ôn lại hồi nãy nói rồi, nhưng mà giờ cũng ôn lại để bà con chư Phật tử cùng chúng tôi đó là nhớ. Câu kệ này Đức Thế Tôn ngày dạy cho mình đó là quán ngoại quẩn để thấy được nội quẩn này là bất tịnh. Là bất tịnh. Thì cái tính chất bất tịnh đó đó là vì nó vô thường, biến hoại đổi thay. Biến hoại đổi thay. Rồi quán cái thân ngũ ngoại quẩn để thấy được cái nội quẩn này nè, nó có, nó xuất hiện đó, hoặc là nó mất đi đó,
nó cũng tùy thuộc vào điều kiện, vào nhân duyên. À, chứ nó không có tùy thuộc vào ý muốn của mình hay của bất kỳ một ai cả. À, thì khi thấy ra được tướng vô thường, tướng vô ngã, tướng vô thường của vạn hữu, tướng vô ngã của vạn pháp, à, thì lúc đó ngã mạn sẽ không còn nữa, tham sắc cũng sẽ không còn nữa, dạ tham sắc cũng sẽ không còn nữa. À, thì khi mà ngã mạn không còn, tham sắc không còn, à, thì xin thưa quý vị, toàn bộ những cái phiền não mà nó ẩn chứa bên trong cái thân này nè cũng sẽ không còn. Dạ cũng sẽ không còn. À, thì khi mà không còn phiền não nào nữa thì lúc đó mình sẽ đạt được cái cứu cánh đời sống phẩm hạnh. À, đó là cái sự hiểu biết của chúng tôi về câu kệ pháp cú số 150. Và phước báo phát sanh do sự giảng pháp này xin được thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều phần phước này đến quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, à, nhất là các vị có đại quyền lực, đại thần lực, cầu mong các vị tùy với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài pháp cú số 150 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Thượng Thọ Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Tất cả hạnh phúc hàng cõi đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng kéo sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm báo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thủ, sa thủ lâm thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya Deva Ta Santi Vihara Vasini Thu Pe Gare Bo Thi Gare Ta Hinh Ta Hinh Ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mát cha na cha thề ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukita pawan tu te cha la bu cha ye pi cha anda tam pawa sam se da cha ta a tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sappi pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha put ga la Sang khô hô tu sa mắc vô hoa A tha giá cha hi ta giá cha Âm hê ra khan tu sắc thẩm mô Sắp bê bi thẩm ma cha ri nô Vua thêm sâm pha phu ni ya ma Thẩm ma ri ya ba quê đi tê
Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin xuống mít.